Sao vậy? Ờ... Sao vậy? Tại vì nãy giờ kiểu mình đang rất là thoải mái khi mà không có chuẩn bị trước để mà nói chuyện với người bạn nam đó thì kiểu nghe xong bị bất ngờ. Cảm giác sao? Em không nghĩ là chơi chiêu này. Thật ra hôm nay rất là vui khi mà gặp em thì mình cũng lại một xíu cho anh mọi này đó. Này là món quà đầu tiên mình tặng em. Cảm ơn. Em được mở không hay là về nhà mới được mở? Về em à. Đi đầu mở ra sốc hơn nữa, tại vì tính lại lắm. À, cảm ơn anh. Đây, là em đây. Ồ, tôi chọn vừa quá vậy. Vì ở nhà tưởng tượng ra cô gái mà mình sẽ hẹn hò hôm nay. Nhưng mà em đúng như tưởng tượng của anh không? Cũng giống, nhưng mà sao? Đúng rồi, giống. Gì vậy? Tại vì anh sợ tóc giả. À, tóc thiệt đó. Nhiều bạn gái hỏi lắm. Tại vì em cũng làm beauty blogger. Giờ em hay chia sẻ những cái như là chăm sóc da, trang điểm với lại làm tóc. Một bạn gái của anh thì thích tóc dài với lại là hơi nhẹ nhàng giống em. Vậy là em là một bạn gái lý tưởng luôn. Chính xác. Anh đang làm gì ta? Anh làm bên một cái công ty nha khoa. Cũng vừa là bác sĩ, cũng vừa là marketing. Nói chung là đa ngành đa năng. Em để với anh bác sĩ lắm. Sao vậy? Tại vì học rất là lâu, mà học rất là kiên trì thì mới ra được trường. Anh sinh năm bao nhiêu vậy? Anh sinh năm 93. May quá. Bằng tuổi hả? Không, em 94. Không có bị hố. Nhưng mà nhìn mà anh già dặn mà. Ừ, em tưởng anh là phục vụ thiệt đó. Không, ở nhà anh cũng có quán cà phê như thế này, cho nên là cũng hay phục vụ á. Anh là con đầu? Không, anh là con út. Em cũng là con út. Em có hai anh trai. Anh còn một anh ruột nữa, cách anh khoảng 3 tuổi. Anh giống ai trong nhà? Chắc anh nghĩ anh giống ông nội. Đôi khi người ta nói anh giống ông hàng xóm, nhưng mà thật sự anh nhìn ông đó cũng giống anh. Tại vì ông là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Bình thường là công việc của mình là có làm nhiều không? Hay là chỉ là quay vlog thôi? Em có kinh doanh thêm một shop mỹ phẩm. Mình sẽ xem cái nhiệm vụ này là như thế nào. Nắm tay và thử cảm nhận về nhau. Dùng dữ vậy anh? Ấm. Ở một bàn tay. Anh là bác sĩ đúng không? Đúng rồi. Hết mạnh cho em nha. Em cũng đang run mà. Thật sự em cũng đang run. Rõ ràng. Thật sự với một cái cô gái có lòng bàn tay ấm thì nó rất là đa tình, nhưng mà sẽ hơi cô đơn. Đa tình nhưng mà lại cô đơn. Còn cái việc chung tình hay không, đi hết đoạn đường dài rồi mới biết. Chính xác không? Rồi, cảm thân về tay anh đi. Tính cách của anh khá là kiên định. Chị tình cảm thì em không thể đoán được, nhưng mà em nghĩ là anh cũng khó yêu một người nào đó. Có thể. Còn cái gì nữa không? Vậy là nhiều lắm rồi đó. Nhiều lắm luôn hả? Ba cái rồi đó. Thật ra thì nó đúng hết ba cái rồi. Vậy là hiểu nhau rồi đó. Thằng muốn năm nữa không? Em thích miền Tây không? Ai đẹp trai là em thích. Không, em thích miền Tây. À, miền Tây hả? Còn em chưa về miền Tây bao giờ. Rồi, anh là trai miền Tây. Tính hai nhây. Ok. Hôm nào mình sẽ về. Anh chắc chưa? Thiệt. Anh biết quê em ở đâu không? Quê em ở Bắc. Không phải. Ở đâu? Buôn Ma Thuột. Kiểu là em cũng ảnh hưởng bởi tính cách của ba mẹ nhiều. Người Bắc thì khá là khó tính. Cái khuyết điểm cũng là ưu điểm của em luôn, là em khá là khó tính. Khi em làm việc thì em muốn hoàn hảo nhất có thể. Khuyết điểm đó thì anh với em giống nhau á. Cái gì anh muốn bắt đầu lại anh lại làm hết mình. Thì anh lại bỏ những cái việc con ra. Giống như là gia đình, không thôi là bạn bè, ngay cả bản thân luôn. Người yêu cũng vậy luôn. Ờ, mình chưa thực hiện thử thách. Đúng rồi. Khó lắm á, phải chừng nữa, cẩn thận nhé. Sai là phạt hả? Anh thích phạt sao? Chắc tất cả hình phạt của phụ nữ đều hấp dẫn. Ồ, cái bạn mà gặp ai cũng nói chuyện, cũng thoải mái, cũng vui vẻ thì là một người như thế nào? Hòa đồng. Yeah. Vậy thưởng cho anh gì? Nắm tay. Hồi nãy nắm rồi. Ôi nắm lại đi. Nắm lại anh cũng đâu. Anh là nắm dễ hay sao? Đâu có đã đâu. Sao thiếu? Đến lượt anh đó. Thích ra đường chạy xe. Nhưng mà cũng chỉ thích một mình. Hơi tự kỷ chút. Tự kỷ đó là nó bệnh lý rồi. Nhưng mà nó kiểu người thích suy nghĩ. Sai luôn rồi.
thì thôi em sai rồi. Mình sẽ qua cột mốc thứ hai, chính thức hẹn hò. Ok, giờ đi. Khi mà gặp rồi lại rất là thích. Tại vì thứ nhất á là cùng sở thích, lại là cũng cùng tính khí, với lại cái thứ hai nữa là tóc dài. Sợ là bạn đó phát hiện ra thì nó lại mất vui, nhưng mà hên quá thì bạn lại không có phát hiện ra. Chắc do là mình đã có cái thâm niên phục vụ ở quán nhà rồi, cho nên là cũng hơi lầy với bạn được chút xíu. Sau khi nói chuyện với bạn á thì thực sự ra cái cảm giác nó rung hay là sợ, hay là sợ trước ống kính nữa thì không có còn nữa. Tại vì bạn tạo cái cảm giác rất là thân thiện. Và cái thứ hai nữa là gần gũi lắm, chứ không có phải là xa lạ hay là hai đứa ngượng cùng gì nữa hết. Lúc mà bạn này bạn lên, bạn ấy nói chuyện có vẻ hơi kiểu không phải giống phục vụ lắm. Nhưng mà em cũng không bao giờ em nghĩ là bạn sẽ là cái người mà sẽ phải hẹn hò với em hôm nay. Cái lúc mà biết thì em khá là bất ngờ và kiểu hơi bị sốc. Cái bạn này cũng có ngoại hình cũng rất là ok và tính hơi lầy, hơi nhây, nhưng mà em cảm thấy được là cũng là một người kiểu nhẹ nhàng, khoáng, hiền lành, em thích. Ấn tượng đầu tiên là cảm tình, em sẽ sẵn sàng ngay bây giờ luôn. Để em cân cho 40g là ít lắm á. Nói chung là điều gì khi mà anh ghét nhất? Nói chung là nếu mà khi mà ghét nhất là chỉ có một cái là ghen xàm phá láp thôi, với lại là lèm bèm thôi. Cái setting là 4 nha anh. Cô hãy xem ta đây. Em không thích con trai kiểm soát người yêu. Kiểm soát làm gì cho khổ. Em nghĩ là con trai cũng sẽ không thích con gái hỏi như vậy. Yêu quá thì không có cần kiểm soát, tại vì người ta sẽ nói cho mình biết là đang làm gì. Lố đó rồi kìa, tụi mình toàn làm lố mà. Cái này giống như là đông đầy đó. Thích được người yêu bày tỏ, cử chỉ yêu thương kiểu nào nhất? Em thích kiểu nào? Thể hiện tình cảm mỗi ngày á. Chỗ đông người? Không cần chỗ đông người, nghĩa là hai người thực sự là thể hiện tình cảm. Chúc mấy bạn. Kiểu mỗi ngày đều phải có những cái câu yêu thương á, để mà tình yêu nó không có bị nhạt á. Thả thính từng ngày luôn. Cái gì á? Dầu dừa tốt cho tóc á. Tại anh đã dính dầu dừa, anh sẽ không dùng tóc em. Thì anh biết em nhất rồi nhé. Ủa anh thích tóc em lắm hay sao vậy? Anh nói anh thích tóc dài mà. Quan điểm sống thử của anh là gì? Thì sống thì thử thôi. Không được. Anh đâu có quan niệm sống thử. Thử được sống là chính mình hả? Không phải. Hai người yêu nhau có thể ở chung với nhau, đồ này kia đó, xong rồi kiểu cùng chung một nhà, cùng sinh hoạt với nhau như là vợ chồng, nhưng mà chưa cưới hay gì hết đó, thì anh nghĩ sao? Nghĩ là không nên, lâu lâu qua chơi thì được. Tại sao? Ở như vậy á là sẽ mau chán, với lại là dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Quan điểm của anh là vậy, không biết em sao? Em thấy ở phương Tây á, cái quan điểm sống thử của họ cũng có cái hay và cũng có cái dở. Hay ở đây là sống với nhau một thời gian thì mình cũng biết được cái tính thật của nhau, xong có thể vì nhau mà cố gắng mình sẽ phát triển được cái quan hệ. Tại vì em có cái thật xấu, cái gì anh cũng phải đưa lên mũi anh ngửi. Nãy giờ anh ngửi tóc em hơi nhiều rồi đó. Sao biết hay vậy? Chẳng qua người ta không nói thôi, để cho ngửi thôi. Đôi khi là sống tay quá thì nó lại bị nhanh quá, còn sống mà theo cái kiểu hiện tại của mình thì lại bị nó là sống quá chậm với lại là cổ hủ. Anh là tiếp người truyền thống đúng không? 50-50 hả? Xong rồi, bây giờ mình sẽ mang đi quay. Trong khi mà chờ quay thì mình sẽ chơi tiếp. Thích người yêu hôn chỗ nào trên cơ thể? Hôn mặt với lại sau tai là thích nhất. Em thích hôn bên trán ạ. Hôn chút bữa ngon nha. Anh không có nghe thiệt. To mà. Không có nghe. Thôi rồi anh. Thích hôn thử ở đâu? Làm thử. Gài. Cái này là gài rồi. Đã nói rồi. Em không tin được luôn là hai cái lá giống nhau. Em thì thích hôn lên trán. Anh cũng thích hôn lên trán, nhưng mà anh thích hôn mắt. Cũng được, sao cũng được. Hút vô này là được. Được chưa? Đó là hết rồi chứ không phải là hôn. Anh thích tóc em hôn mà.
sẽ lại. Thôi thôi không rồi, đủ rồi. Bây giờ đến công đoạn cuối cùng là của làm kem. Vậy là em nghĩ là phải trộn tiếp vô thì nó mới tan. Wow. Từ từ. Đúng rồi. Hay quá hả? Thành kem rồi đó anh, sắp xài được rồi đó. Cho em bữa em khoái giúp bọn em thích quá. Được rồi á hả? Để em xài thử. Lại quá nha. Thành kem rồi nè. Kem rồi nè. Ít mùi quá ha. Đây là thiên nhiên mà. Bây giờ mình sẽ đổ vô cái lọ đi. Em độc thân cũng lâu rồi chứ gì. Được một năm rồi. Vậy mới một năm hả? Tại vì mối tình trước của em rất là dài. Tại vì mối tình sinh viên ấy. Mà thường thì em yêu ai thì rất là chung tình. Nên là yêu rất là lâu. Với lại thời điểm mà em đang muốn tập trung vào công việc. Nên là cũng không có thời gian để tìm hiểu ai hết. Tìm ai cũng vậy, tìm hiểu anh chưa rồi. Tha thổ đi hả? Anh sẽ cho em coi cái chỗ mà của thâm nhất của anh. Chuẩn bị chưa? Em nhìn đâu dữ vậy? Em đâu nhìn gì đâu. Thôi. Thoa hết hết body thì hơi lâu, em chỉ thoa cái phần anh thâm nhất thôi. Nhớ nha, thoa cái phần thâm nhất nha. Chỗ nào thâm là phải thoa. Thích nhở? Còn nhiều chỗ thâm lắm. Ok. Để bà tự thoa nhé. Sao được. Thôi, dạ ngon thoa cho em không? Đâu, được đây. Hay không? Thấy kinh nghiệm không? Hơi mạnh tay xíu nha. Mạnh nó mới sướng. Thích mạnh nó mới sướng. Ủa, học đâu ra trò này vậy? Mỹ sao người ta biết? Thôi, này là những cái tài lẻ thôi. Phần khác em tự thoa được rồi anh.